Thị trường chúng ta sau một số cái chuỗi ngày tăng rất nóng thì hôm nay thị trường chúng ta có một phiên xích cao, nhưng mà bản chất ở thị trường chúng ta chỉ giảm và chỉ số rất là thấp bởi cái sự biến cố của cổ phiếu VIX. Anh chị thấy là sau cái phiên cuối tuần vừa qua thì thị trường ra những cái thông tin như là VIX sẽ IPO VinFast bên Mỹ đúng không, làm cho cổ phiếu VIX có hai phiên tăng trần rất là mạnh và tạo ra cái thế tăng rất tốt về chỉ số cho thị trường. Nhưng mà anh chị thấy hai cái phiên vừa qua thì thị trường chúng ta cũng chứng kiến nhiều cái yếu tố. Một là thị trường có cái yếu tố hấp thụ và báo cáo tài chính cũng như doanh nghiệp nó phản ánh đúng thực tế lên thị trường cũng như là kỳ vọng của nhà đầu tư. Như anh chị sẽ thấy là cái yếu tố vấn đề dòng tiền của thị trường nó đang cuồn cuộn nó chạy vào, đó là cái yếu tố rất cần thiết. Nhưng mà chung quy là tại sao nó chạy chạy vào trong những cái thời điểm mà thị trường chúng ta thứ nhất leo cao, thứ hai là báo cáo tài chính nó ra, thứ ba là thông tin sắp tới nó sẽ như thế nào, thứ tư là điểm mua cho anh chị nhà đầu tư ở đâu. Thì hôm nay Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay ha. Anh chị có thể thấy thì hôm nay khối ngoại người ta bán ròng 255 tỷ, tự doanh thì chưa biết mua bán sao, hôm qua thì họ mua. Thế đối với những cái bất động này chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề nào và những gì anh chị cần phải lưu ý trong giai đoạn sắp tới thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Ok, thì hôm nay vào chúng ta đi phân tích về cái yếu tố chỉ số chung cũng như là thanh khoản của thị trường một chút. Đầu tiên là anh chị thấy thị trường ta có một phiên một giai đoạn mở biên tăng rất là căng, ngày nào cũng tăng căng cực hết, quá căng luôn, hết dòng này dòng khác đúng không? Đặc biệt đa phần đều là những cổ phiếu trụ, lúc thì Vinamilk, lúc thì MWG, lúc thì Masan, lúc thì BNG. Thì hai phiên vừa qua đến từ những cổ phiếu VIX đó, ta có VIX, Vinhome, VRE là bộ ba song sát kéo thị trường ta lên mặt, và đặc biệt là cổ phiếu VIX nó vẫn trần và đa phần những con này đóng góp chỉ số là chính, chứ còn đa phần anh chị thấy những cái cổ phiếu trên thị trường mà anh chị nắm giữ có sinh lại lợi nhuận mấy đâu. Đó là cái yếu tố gì, cái yếu tố là chúng ta kéo trục về chỉ số là chính, còn các mã cổ phiếu khác đều có xu hướng bị bán. Đó là cái thứ nhất, và những cái yếu tố này mình đã cập nhật cho anh chị nhà đầu tư coi cái video của mình một thời điểm rất lâu rồi. Nên chúng ta bật lại một hai tuần trước mình chỉ nói với anh chị nhà đầu tư đều là dòng tiền thông minh nó đang ở thứ nhất là ngân hàng, thứ hai là dòng trụ, thứ ba là gì, thứ ba là cổ phiếu bất động sản, còn lại các dòng cổ phiếu khác mình không thấy dòng tiền thông minh nó động lại ở đó à. Nên chúng ta lưu ý nhé. Vì thế là đối với những cái giai đoạn như thế này của thị trường thì khi mà dòng tiền thông minh nó đang ở đâu thì anh chị chúng ta đưa tiền về chúng ta ở đó thì nó sẽ an toàn là cái thứ nhất, thứ hai nó mở ra để mua, thứ ba là gì, thứ ba là còn biên độ, thứ tư là cái yếu tố điều chỉnh của cổ phiếu mà nó mang yếu tố thị trường á thì nó phải chờ cái nhịp điều chỉnh ta mới tham gia. Nên chúng ta đặc biệt lưu ý một số cái điểm như thế, và lúc này mình sẽ không nói lại cái yếu tố này nữa. Vì sao? Bởi vì là giai đoạn vừa qua mình nói đi nói lại rất nhiều à, dòng tiền đa phần kéo trục là chính, gần hai tuần vừa qua nhiều mã cổ phiếu nó không tăng đâu, nhìn thị trường tăng nó không tăng. Thứ nhất là vì sao? Thứ nhất là chúng ta không đánh giá được dòng tiền thông minh ở đâu, thứ hai là bứt sai dòng sai mã, thứ ba là một số cái bối cảnh của thị trường ở thời điểm hiện tại thì nó cho chúng ta thấy là thanh khoản của thị trường gia tăng, mà thanh khoản của thị trường gia tăng thì cho thấy dòng tiền vào mới liên tục, mà dòng tiền vào mới liên tục mà cổ phiếu không tăng, đó là những cổ phiếu có xu hướng gặp áp lực bán rất lớn. Thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý một số cái vấn đề như thế. Tuy nhiên ở đây anh chị chúng ta cần phải cân nhắc một số cái yếu tố vấn đề. Thứ nhất là anh chị thấy phim này thị trường ta có một phiên thanh khoản rất kỷ lục, 1,2 tỷ cổ phiếu, rất lâu chúng ta mới thấy lại cái phiên thanh khoản này. Gần như là trong giai đoạn này dòng tiền bắt đầu tăng đều lên trong quá trình mà thị trường tăng giá, thì cho thấy là dòng tiền mới đang có xu hướng bay về thị trường, dòng tiền mới ở đây đang có xu hướng bay về thị trường đúng không, tức là người ta sẽ mạnh dạn giải ngân hơn và lực bán còn xuất hiện đi đúng không, ở một bên bán một bên mua thì thanh khoản nó mới to, lúc này thì nó sẽ đảm bảo cho sức khỏe của thị trường nó tốt hơn là trong giai đoạn trước. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thông thường những cái lúc mà thanh khoản thị trường leo cao này thì thị trường ta vẫn có một nhịp mạnh nữa, và anh chị phải chờ được cái nhịp mạnh đó để chúng ta tham gia. Và video này thứ nhất là không dành cho những anh chị nào nhà đầu tư đầu tư giá trị là cái thứ nhất, thứ hai là không dành cho những anh chị nào chúng ta đã có lãi tài khoản 50% 70% trở lên và chờ nhân 3 nhân 4. Vì sao? Bởi vì là nếu anh chị đã chơi nhân 3 nhân 4, anh chị coi những cái video ngắn hạn làm gì, không ai đi mua mảnh đất sau ngày nào cũng xuống nó coi giá nó tăng hay nó giảm cả, tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta coi cái yếu tố tăng giảm của cổ phiếu, cái đó là chúng ta đang kinh doanh chứng khoán. Mà khi chúng ta đi kinh doanh chứng khoán thì sao, thì chúng ta phải có cái yếu tố thứ nhất là chốt lời, thứ hai cắt lỗ, thứ ba là gì, cơ cấu danh mục, thứ tư là gì, thứ tư là chúng ta phải chọn đúng dòng đúng ngành đúng nghề ở thời điểm hiện tại để chúng ta giao dịch sao cho nó phù hợp và nó hợp lý. Còn những anh chị nào thí dụ định giá một số nhóm, ví dụ nhóm thép đi, anh chị định giá cuối năm nhân ba, anh chị coi cái giao dịch hàng ngày làm gì, mua xong để đấy. Hoặc là những anh chị chúng ta đã có một cái biên lợi nhuận khoảng 50% thì chúng ta coi cái trong ngày làm cái gì đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái tăng giảm trong ngày anh chị đâu có giao dịch và đâu có xử lý. Vì thế chúng ta định cho chúng ta một cái mức target thí dụ hàng quý ra báo cáo tài chính, chúng ta đánh giá lại doanh nghiệp đó, thí dụ như báo cáo tài chính quý này tốt, dự kiến quý sau như thế nào, giá mục tiêu như thế, cứ chờ lên mục tiêu bán. Còn cái yếu tố điều chỉnh hoặc là rung lắc ngắn hạn hoặc là cái giao dịch ngắn hạn của thị trường thì chắc chắn không phù hợp với anh chị như thế ha. Vì thế là video này chỉ dành cho anh chị nhà đầu tư là gì, thứ nhất là mới tham gia thị trường, thứ hai là gì, muốn tìm kiếm điểm mua mới, thứ ba là đánh một số cái dòng đang có dòng tiền thông minh chạy vào, thứ tư là chỉ dành cho một số cái deal
cho anh chị nhà đầu tư là chính. Chứ còn cái yếu tố vận động của thị trường ở thời điểm hiện tại, nó tăng liên tục thì nó chỉnh một phiên nó cũng là bình thường, và nó chắc chắn không phù hợp cho anh chị nào nhà đầu tư. Thứ nhất là nó có một cái vị thế tốt rất là lớn, là lãi 30-40% thì không phải coi thị trường làm gì cho mệt. À, trừ khi nào mà thị trường chúng ta có biến cố lớn, chúng ta suy xét được cái việc là chốt lời hay cắt lỗ. Nhưng mà đã là đầu tư giá trị thì biến cố lớn phải bỏ qua, với đầu tư giá trị mà gặp biến cố lớn lại nhảy ra nhảy vào nó cũng không nên. À, vì thế là những anh chị nào mà chúng ta tham gia thị trường, chúng ta phải xác định được chúng ta là ai. Đầu tiên chúng ta phải là gì? Đầu tiên chúng ta phải là một nhà kinh doanh chứng khoán. Đã kinh doanh chứng khoán thì có bạn đi, không kinh doanh chứng khoán có bạn đi chi? Thứ đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là xét cho chúng ta một cái mức là thí dụ có lãi cũng phải chốt, mà có bị lỗ cũng phải cắt. Thứ ba là khi mà chúng ta tham gia cổ phiếu, chúng ta ưu tiên những cổ phiếu thứ nhất có dòng tiền vượt trội, thứ hai là có xu hướng dòng tiền thông minh, thứ ba là có yếu tố đầu cơ cao, thứ tư là chia cơ cấu danh mục sao cho nó phù hợp với cái tâm lý mà giao dịch của chúng ta đang có. Nên chúng ta phải lưu ý một số cái đặc điểm như thế khi chúng ta tham gia thị trường, bởi vì khi chúng ta định vị vị trí của chúng ta sai trong vấn đề mà chúng ta tham gia thị trường, hoặc là chúng ta không biết chúng ta đứng ở đâu trên thị trường, chúng ta không biết là chúng ta là người nhà đầu tư, hoặc là chúng ta không biết chúng ta là nhà đầu cơ, chúng ta không biết là nhà kinh doanh, thì chúng ta sẽ không tham gia được thị trường một cách trọn vẹn và nó hợp lý. Còn nếu chúng ta xác định là chúng ta kinh doanh thì chúng ta có lời chúng ta phải chốt, chúng ta có lãi chúng ta phải chốt, chúng ta có lỗ chúng ta phải cắt, chúng ta có target nó chưa tới chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đã là đầu cơ đánh tới ba ra vào nhanh ra nhanh. Thứ ba nữa là nhà đầu tư giá trị, mà đại giá trị thì phải định giá doanh nghiệp đúng với cái giá trị đó chúng ta đánh thì chúng ta mới có lời và nó đi theo đúng cái form và bản chất của chúng ta. Còn ví dụ như mình gặp rất nhiều anh chị nhà đầu tư gọi là nhà đầu tư giá trị đi. Chứ anh nắm con này dài được không em, cổ phiếu giảm 3% hỏi bán không, nó không đúng. À, vì thế chúng ta phải đặc biệt lưu ý là khi mà chúng ta nghe video này, đầu tiên anh chị phải ngồi lại xét xem chúng ta là ai trên thị trường đã, và khi chúng ta xét được chúng ta là ai thì bắt đầu chúng ta mới thực hiện ra các yếu tố kế hoạch. Còn đã là nhà đầu tư giá trị thì nên tìm những cái video nói về báo cáo tài chính doanh nghiệp, nói về cái yếu tố về mặt là tăng trưởng của doanh nghiệp, kỳ vọng của doanh nghiệp chúng ta coi. Còn đã quan tâm cái yếu tố ngắn hạn rung lắc như nào, muốn tham gia mới thị trường, muốn chốt lại các lỗ với thị trường thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư. Và video này chỉ dành cho anh chị nào nhà đầu tư thứ nhất là đang cầm tiền, thứ hai là tìm kiếm một điểm mua mới, thứ ba là chờ đánh deal cùng mình trong giai đoạn sau. Nên chúng ta lưu ý nha, và hôm nay nó cũng có rất là nhiều cái yếu tố đặc biệt mà anh chị chúng ta cần phải quan tâm và lưu ý. Vì trong một tuần vừa qua, và đặc biệt là hai cái phiên vừa rồi á, là hai cái phiên thứ hai thứ ba ngày hôm nay nè, nó đang hấp thụ cái yếu tố báo cáo tài chính, và anh chị thấy cái yếu tố rõ nét nhất về dòng tiền thông minh nó đang thể hiện lên thị trường như thế nào. Đặc biệt là những cái mã cổ phiếu có xu hướng là kết quả kinh doanh xấu thì nó lại đang có một bức tranh là không được ok. Còn ngược lại những cái mã có kết quả kinh doanh tốt thì nó lại có xu hướng khỏe hơn và dòng tiền nó lại có xu hướng đỡ tốt hơn. Mặc dù hôm nay thị trường ta chỉnh có 5 điểm nhưng mà nhìn nó giảm nó sâu. À, tuy nhiên đây cũng là cái cơ hội để cho anh chị nào nhà đầu tư chúng ta cầm tiền. Và video hôm trước mình có nói với anh chị nhà đầu tư rồi, những anh chị nào nhà đầu tư mà chúng ta đã bỏ lỡ sóng trong cái nhịp giai đoạn vừa qua thì cái đầu tiên mà anh chị cần làm là thì để cho thị trường người ta trao những cái hòn than hồng. Các anh chị cần làm là cầm tiền chờ cái điều kiện chốt lời xảy ra, chờ cho những nhà đầu tư mua đuổi họ cắt lỗ đi thì chúng ta sẽ mua lại trong giai đoạn sau. Còn nếu mà những video trước đó mà tìm cái điểm mua mới chắc chắn là không có. Còn bắt đầu từ những cái video này, Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư là một số cái điểm mua mới của cổ phiếu. Vì thế chúng ta phải tính toán trước cái yếu tố vấn đề để chúng ta xử lý cái danh mục, đưa cơ cấu tiền, và chúng ta cần phải có tiền trong giai đoạn sau. Và cái giai đoạn sau này đánh giá sẽ là một giai đoạn cực kỳ hay của thị trường. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất dòng tiền sẽ đánh tập trung, thứ hai là dòng tiền nó đầu cơ cao, thứ ba là phải chọn được đúng con thì nó mới ok trong giai đoạn sau. Nên chúng ta phải đặc biệt lưu ý cái yếu tố bứt hàng trong giai đoạn sau như thế nào sao cho nó phù hợp nhé. Đấy thì video trước mình chia sẻ rồi, video này thì không nói về cái yếu tố rủi ro của thị trường nữa, mình chỉ đi nói về những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu là cho anh chị nhà đầu tư. Còn cái yếu tố điểm mua cổ phiếu thì cần phải quan sát trong phiên và chọn hàng, cần phải thêm một vài phiên nữa thì chúng ta mới tìm ra những cái lượng hàng mới trong cái giai đoạn sau để chúng ta đánh. Còn cái việc cơ cấu danh mục nè, chặn lại nè, rồi là cầm tiền như thế nào thì quan điểm mình đã chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư trước, và mình có nói với anh chị nhà đầu tư rồi, mình đánh theo kỳ vọng cổ phiếu, cổ phiếu nào có kỳ vọng thì mình vẫn nắm giữ, cổ phiếu nào không có kỳ vọng thì mình có lời mình sẽ chốt đi. Thứ ba nữa là một số cái game, một số cái deal của cổ phiếu nó đánh lên vùng giá nào thì đến vùng giá đạt kỳ vọng là mình sẽ ra. Và bây giờ mình hàng thì mình vẫn có một cái lượng hàng và tiền mình vẫn có, và mình sẽ canh trong ngày mai ngày mốt ở cái vùng 1.200 điểm thì mình sẽ tham gia lại, và chúng ta sẽ bắt những mã cổ phiếu mà chúng ta làm sao mà chúng ta sẽ tìm kiếm những cái game và dòng tiền thông minh ở trên đó để chúng ta đánh. Và quan điểm của mình là nhà kinh doanh chứng khoán, mình đánh theo dòng tiền ở đâu thì mình đánh ở đó, và lúc này mình sẽ không nói nhiều về cái yếu tố rủi ro của thị trường nữa. Nên chúng ta lưu ý nha, còn thị trường nó giảm xuống một cây như thế này không phải là vấn đề đâu, cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ có những cái kịch bản cái thị trường trong giai đoạn sau,
Và cá nhân của mình thấy là thị trường chỉ cần có một nhịp rũ nữa, bởi vì thanh khoản thị trường đang nó đang đảm bảo cho cái tính bất động của thị trường. Là thí dụ thị trường bây giờ lúc ngày xưa nó chỉ giao dịch khoảng dưới 800 triệu cổ phiếu, bây giờ nó giao dịch lên 1,2 tỷ cổ phiếu, đây là một trong những tín hiệu rất là tốt, đó là dòng tiền và dòng máu đang chảy vào thị trường. Tuy nhiên lúc này chúng ta chưa có tham gia vô, mà cái quan trọng nhất là dòng tiền nó đã vào rồi thì chúng ta phải tìm cái điểm sao cho nó phù hợp để chúng ta vào, chứ không phải lúc này chúng ta mua lấy mua để. Còn anh chị nào mà chúng ta nắm lại nhiều 50-70% thôi, kệ thị trường đi, chỉnh một vài phiên đáng gì đâu, cầm dài mà sợ gì, đúng không? Chúng ta lưu ý ha. Ở đây thì Nam sẽ gửi một số cái tham khảo gửi đến anh chị nhà đầu tư. Thí dụ hôm nay mình khuyến nghị anh chị nhà đầu tư này, gửi cho anh chị nhà đầu tư có nhận định nó hơi dài, anh chị nhà đầu tư tham khảo ha. Đầu tiên thì mình thấy là phiên qua về thị trường chúng ta vào một nhịp hấp thụ về thông tin về cái tài chính, phần lớn là đà kéo của VN Index là chiếm vào VIX và Vinhome và một số mã cổ phiếu chút khác. Đa phần các mã cổ phiếu thị trường là tăng giảm biên hẹp, nhiều mã thì nó hấp thụ tin xấu sau đó rút chân. Đối với cái mã mà nó hấp thụ tin xấu và rút chân là mình không có đánh giá cao, hệ thống không đánh giá cao, vì căn bản so qua một lượt thì hệ thống đánh giá nhiều nhóm cổ phiếu dạng này giao dịch trong phiên khối lượng rất to, nhưng cuối phiên là chỉ cần một cái dùng tiền rất nhỏ để nó kéo lên, tạo cảm giác là đóng nó đẹp và tạo cho anh chị nhà đầu tư cảm giác ông ta bắt đáy thành công, đúng không? Anh chị nhìn con gì, hoa sen nè, nam kim nè, hôm qua rút chân quá trời là hòa phát nè, đúng không? Kéo rút chân quá trời nhưng mà hôm nay nó vẫn giảm. Thực ra thí dụ trong ngày, ví dụ ngày hôm qua hòa phát nó giao dịch khoảng 45 triệu cổ đi, thực ra nó giao dịch khoảng 30 triệu 40 triệu ở cái vùng giá thấp, sau đó dùng khoảng 5 triệu nó kéo từ dưới lên, và hôm nay nó sẽ tương tự tạo ra một cái biên của ngày hôm qua. Ví dụ nó bán từ 28 và 27, 28.5 và 27.5 thì làm sao, thì bây giờ nó kéo ngược lên để ngày mai nó vẫn có một cái biên 28 và 27.5 này, sẽ nó sẽ có yếu tố tiếp tục giao dịch, nên chúng ta lưu ý. Vì thế là quan điểm của mình là cái nhóm thép, nhiều anh chị nhau tôi nói mình chê, ồ không, mình không có chê, anh chị nào thích thì anh chị tham gia, còn mình thì mình thấy nó đẹp nhưng mà không thuộc về mình thôi. Ví dụ như hoa sen này, đúng không, cô gái nó đẹp nhưng mà không thuộc về mình và mình cũng chưa đánh giá được cô ấy ngon vậy thôi. Nam kim nè, đấy, cô gái này đẹp thoải mái mọi thứ vẫn ok nhưng để mua thì mình không mua, thế thôi. Nên anh chị nào nhà đầu tư chúng ta coi video thì chúng ta đôi lúc chiếu cố cho mình tí, nhiều lúc cứ ngồi khen cổ phiếu nó không tăng lại chết dở, nên vì thế là khi nào mà nói cổ phiếu nó ok nhưng mình không thể mua được và mình dành tiền như những cổ phiếu khác, đó là cái mà mình cần phải hướng tới. Cho anh chị nào nhà đầu tư, nhưng mất công anh chị là kêu là suốt ngày chê, có chê ai đâu, làm gì có chê cổ phiếu nào cũng đẹp hết á. Cái quan trọng nhất là có mua không thì mình không mua, mình chọn những cổ phiếu khác, chúng ta lưu ý nha. Còn những mảng cổ phiếu này mình không nói, bởi vì sao, ví dụ hoa sen, nam kim, hòa phát là bức tranh ngành thép, mình phải chờ đón khoảng cỡ quý 3, quý 4, khoảng cỡ là giữa tháng 8 tháng 9 gì đó thì mình sẽ đi tìm hiểu lại nhu cầu thị trường, nếu nó ok hoặc là nhu cầu thị trường cuối năm có thì mình sẽ tìm kiếm những cái điểm mua những cổ phiếu này để nó có yếu tố bức tranh khởi sáng hơn vào khoảng quý 3, quý 4. Còn bây giờ thì mình chưa thấy, nó phải cần 15 đến 20 ngày nữa chúng ta mới biết là nhu cầu thị trường, cái yếu tố về mặt là dự án nó khởi công lại như thế nào và nhu cầu đang tập trung ở đâu thì mình sẽ cập nhật cho anh chị nhà đầu tư sau. Còn trước mắt thì mình chưa thấy, còn vận động cổ phiếu thì anh chị nào nhà đầu tư có lãi, mà chỉ là trong 2 tuần qua mua ở đây đều đều bị mất đi một phần vốn thôi, chứ còn mà trong giai đoạn vừa rồi anh chị nào nhà đầu tư mua 14 lên 20 lãi quá to, còn mua mới ở đây thì gần như không có ăn, tức là chúng ta đang đi sai với cái yếu tố dòng tiền, cũng như là chúng ta chưa thấy được cái mã cổ phiếu đang có dòng tiền đi vào và cược cái game nó đang nằm ở đâu, chúng ta lưu ý ha. Đó đó là các cổ phiếu nè, gần cuối giờ dùng một lượng tiền rất nhỏ kéo lên, ta cảm giác đóng chắc khá đẹp, chỉ trừ nhóm bất động sản vì mình đánh giá dòng tiền đầu cơ và liên tục thay máu, nhưng mà hôm nay nhóm này có yếu tố điều chỉnh. Đối với các cổ phiếu dạng này thì anh chị nên lưu ý đặt cho mình một mức chặn lại phòng trường hợp là nó sẽ lần tới nó không có kéo nữa mà nó sẽ bán thật, chúng ta lưu ý nha. Vì thế là đối với các nhóm cổ phiếu này mình lưu ý chặn cho mình một mức lãi phù hợp, tránh trường hợp lần tới là không chặn lãi thì nó sẽ bán thật, chúng ta lưu ý. Càng về đằng sau thị trường nhìn có vẻ bứt phá nhưng mà thực tế NAV của thị trường gần như cũng tăng, chủ yếu là chỉ số tăng, thanh khoản cao mà cổ phiếu nhà đầu tư nắm giữ thì lại ít tăng, các nhịp kéo cổ phiếu trụ bán các cổ phiếu khác trên thị trường thì nó sẽ càng ngày càng rõ nét, đúng không? Mình nói cái vấn đề này lâu rồi nhưng mà bây giờ anh chị sẽ cảm giác nó rõ nét hơn. Điều này mình đã cập nhật cho anh chị nhà đầu tư xuyên suốt hơn 1 tháng qua, kể từ khi hệ thống bắt đầu dùng tiền vào đánh nhóm trụ và cụ thể là mình đánh Vinamilk. Với thanh khoản này của thị trường thì hệ thống đánh giá khá ổn cho nhịp sau và chu kỳ sau, vì căn bản dòng tiền khỏe thì mạch máu của thị trường nó sẽ lưu thông tốt. Điểm quan trọng là cần có một sự chuẩn bị tốt cho cái nhịp sau để chúng ta chọn hàng và chúng ta chọn dòng phù hợp. Đó, anh chị cầm nhiều tiền thì chúng ta nên nên thủ tiền, chúng ta nên thủ tiền chờ cơ hội lớn ở cái nhịp sau chúng ta tham gia, tránh hưng phấn nắm phải cái hòn thanh hồng đang trao tay với nhau trên thị trường. Đối với những anh chị chúng ta đang cầm cổ phiếu thì lưu ý một số quan điểm sau. Thứ nhất là Vinamilk là ngày 3 tháng 8 là tức là thứ năm tuần này là sẽ chia cổ tức lần lượt là 9% và 15% trong một ngày giao dịch không hưởng quyền. Chúng ta tương đương khoảng 24,5% tiền mặt, tức là anh chị mà nắm một cổ phiếu Vinamilk thì được nhận 2.450 đồng. 2 tháng sau thì tiền nó sẽ về.
Quan điểm mình thì hệ thống sẽ bán Vinamilk trong ngày hôm nay và ngày mai, mức giá kỳ vọng khoảng 79 và 80, và mình chốt xong deal Vinamilk bắt đầu từ đầu tháng 7 và đóng deal vào đầu tháng 8 với lợi nhuận khoảng 10 tới 15% trong một tháng với 4 lần mua vào và hạ bớt 50% để chuyển sang đánh trận VCG. Ví dụ như Vinamilk mình chia sẻ với anh chị nhà đầu tư nhiều rồi. Cái con này cái vùng này giá này là mình mua này 70 này. Đầu tháng 7 mua thì bây giờ đầu tháng 8 một tháng ăn biên con này được 10%. Mình có mua 4 lần ở đây. Bán ra 50% ở cái vùng nền này và chốt toàn bộ trong ngày hôm nay ở vùng giá 77.5. À, anh chị chúng ta lưu ý nha. Ở đây nè, ví dụ như hôm trước bên mình mua VCG này. Anh chị nhìn VCG mình có nói với anh chị nhà đầu tư là Vinamilk anh chị canh hạ 1/2 vùng 725 727 để giữ tỷ trọng phù hợp. À, mình bán Vinamilk xong có thể qua canh mua VCG vùng 282285 và 295, có thể cược VCG trúng thầu xong Ba Long Thành. Anh chị chúng ta có thể đánh song song VCG và HVC vì con này trúng thầu cũng sẽ ăn và bán đi mà còn lại, nếu không trúng sẽ có kết quả trong 7 ngày. Thí dụ sau đó 2 ngày mình có nói với anh chị nhà đầu tư là mình bán đi con HVC luôn vùng 9.6 và đổ qua VCG vùng 23.2, khả năng VCG trúng thầu là 70% và sau này nó confirm 99%, thì anh chị có thể thấy là hôm nay ra tin VCG trúng thầu rồi và mình dự kiến là ngày 2/8 ra, thì hôm nay là chiều 1/8 là ra rồi. Và toàn bộ cái điểm này là mình mua khoảng 10 ngày là bắt đầu cho một biên lợi nhuận khoảng 20%, và đây chính là một deal và một game ở bên mình đặt. À, mình đã nói rất nhiều về khả năng trúng thầu của sân bay Long Thành và mình sẽ không nói lại. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không khen cổ phiếu nữa, bởi vì nó đã tăng và đã cho biên lợi nhuận đối với mình rồi. Thứ ba nữa là hôm trước mình có lên một cái video nói về một cái cây rũ bỏ retail của VCG, anh chị có thể coi lại video liền kề. Thứ tư nữa là chúng ta làm sao chúng ta còn cái việc kỳ vọng cổ phiếu của anh chị lên tới đâu thì tùy vào anh chị nhà đầu tư, còn từ cái vùng giá này trở lên thì mình không có khuyến nghị anh chị nhà đầu tư mua bán lại ai người đã chốt, còn mua trên này thì không khuyến nghị bởi vì mọi thứ tin ra hết rồi. Mua hay không thì tùy anh chị nhà đầu tư kỳ vọng 35.000 tỷ đó với anh chị như thế nào thì mình không rõ, nhưng mà những cổ phiếu này thì mình đã có một cái vùng nền giá 23 trung bình khoảng giá 23 và chưa bán cổ phiếu đi, vẫn nắm giữ bình thường với hai lần mua, một lần là 228, một lần là 232, trung bình là khoảng 23, thì bây giờ đang ăn được khoảng 20% trong khoảng 10 ngày giao dịch. Nên chúng ta lưu ý đó là cái yếu tố khuyến nghị ha. Tiếp tục với cái thông tin này để cho anh chị chúng ta nắm bắt nha. Ấy, còn VCG là 28 thì mình dự kiến là nó sẽ có tin. Mà này mình chưa thấy điểm bán nên anh chị cứ nắm bình thường. Kể cả hôm nay nó trần mình đã bán đâu. Lúc này nhóm anh tích lũy khá ổn nên họ hệ thống tập trung trận là VIBank và EIB vùng 23. Ví dụ EIB hôm qua bên mình tham gia nha anh chị. Cho anh chị nhà đầu tư mua cây này giá 22.8 mua ở đây. Nói chung cái này là lên kịch bản trước rồi, có hàng sẵn rồi. Nova là Nam Long và target cũng 243, bao vùng 14, VGI thì nắm giữ tới 30. BVS sóng năm nay ổn nên mình nắm giữ và sẽ quay lại đánh khi mà mình chốt xong Vinamilk. Ri không có gì biến mới nên anh mình chỉ bán, mình chỉ nắm giữ thôi bởi vì hàng đó mình cầm. À, phiên này anh chị nhà đầu tư chúng ta quan sát, mình đánh giá là VN-Index đâu tăng đâu đó khoảng 8 tới 10 điểm nữa sẽ bắt đầu có nhịp điều chỉnh lớn. Mình sẽ đưa ra hai kịch bản để đánh cho anh chị nhà đầu tư, một cái nhịp là đánh tới đỉnh và một nhịp đánh lên 1.300. Mà quan trọng nhất là chúng ta cần phải có cái lực để chúng ta tham gia nhịp sau. Ở đây gửi cho anh chị nhà đầu tư. Thì hôm nay anh chị thấy thị trường tăng đâu đó khoảng 8 tới 10 điểm nữa đây bắt đầu chỉnh là đâu đó 1234.5. Đúng không? 123450. Tổ chức là họ vẽ chúng ta những con số rất là đẹp. 123450 là giá cao nhất, tăng đâu đó khoảng cả 10 điểm. Từ cái vùng 1230 này tăng nó khoảng cỡ 10 điểm, quanh 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 đó là bắt đầu là nó lên tiếp rồi, 1222 gì đó lên, sau đó là thị trường ta gặp yếu tố bắt đầu điều chỉnh. Thì thông thường trong phiên là mình chỉ bán thôi. Đầu tiên là mình nói với anh chị nhà đầu tư là cổ phiếu VD là VBS sẽ hạ margin mã này thêm 10%, áp dụng vào từ ngày mai, như thế VBS chỉ còn cho vay VD 10% thôi, lúc nào cho vay 50%, bây giờ cho vay 10%. À, anh chị ta lưu ý, anh chị có nắm VD lưu ý thông tin. Hôm nay mình bán Vinamilk, mình không giữ ăn cổ tức, mình bán hết Vinamilk vùng 775 và không ăn cổ tức, lấy 10% lợi nhuận của Vinamilk. Kỳ vọng lúc đầu là bán vùng giá 81, nhưng mà hôm nay mình đánh giá diễn biến không được ok và nó sắp tới ngày phải hưởng quyền rồi nên là mình không lấy. Thứ hai là Nam Long mình sẽ canh chốt trên 39, không chờ tới cái 43. Sáng nay thị trường ta thể không tốt nên là trước giờ trưa thì mình khuyến nghị bán rồi. Và đây là cái danh mục bình mình. Đấy, nắm giữ con VCG này. 11 ngày ăn được 20%, các cổ phiếu còn lại thì mình vẫn đang nắm giữ. Hôm nay chốt đi Vinamilk toàn bộ và bây giờ chúng ta chốt con 55. Còn đây là các danh mục hiện tại bên mình và vẫn nắm giữ bình thường. Đa phần thì không có cái cổ phiếu này hiện tại đang lộ cả. Nên chúng ta lưu ý. Đã, bởi vì sao? Bởi vì thị trường ok mà, có gì đâu. Đấy, đó là toàn bộ cái khuyến nghị của mình cũng như là cái yếu tố vận động của thị trường ở thời điểm hiện tại. Để anh chị chúng ta nắm bắt, thứ nhất là khi thị trường chúng ta vận động như thế này
thì nó có hai kịch bản. Một là nó sẽ phải test là cái đỉnh 1.234 này một lần nữa nè. Hai là sau khi test cái đỉnh này nè là thị trường ta có một nhịp rũ sâu, và cái nhịp đó là cái nhịp chúng ta phải đi được vùng lớn. Thì trước mắt chúng ta sẽ có một hai điểm, một điểm là chúng ta sẽ canh mua ở đây khi thị trường giảm về nhịp 1.200 này, đánh một biên 30 điểm ở đây này. Sau khi đánh lên này mình sẽ đưa cho anh chị một cái kịch bản về điểm rũ của thị trường để anh chị đánh một cái nhịp lên 1.300, trước khi lên 1.300 kiểu gì một rũ sâu, và lúc nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái mảng cổ phiếu. Thứ nhất là mấy yếu tố đầu cơ cao, thứ hai là gì, thứ hai là khả năng dòng tiền sẽ tập trung một số nào đó nhất định thôi, cái thứ ba là cơ hội phía sau năm đánh giá sẽ tương đối lớn trong một thời gian ngắn. Nên anh chị nào mà chúng ta muốn tham gia với mình ở cái nhịp sau cũng như là đánh một số cái deal của mình ở trong giai đoạn sau thì anh chị có thể liên hệ với các bé trợ lý của mình ở phía dưới video này, nó có cái phần mô tả rồi, các bé sẽ hướng dẫn cho anh chị vào nhóm để chúng ta tham gia mua mới, chúng ta run mới. Ví dụ như deal VCG bên mình xong này, deal Vinamilk bên mình xong này, chờ một số deal nữa xong thì sắp tới là sẽ có rất nhiều mã vào trạng thái đánh của những cái mã dạng cổ phiếu như vậy. Dòng tiền đầu cơ tập trung và chúng ta đánh thôi, và chúng ta đánh deal đó xong là mình ra, chứ không theo dạng là mình cứ hâu hàng liên tục, hoặc là mình đánh giá là dòng tiền cứ nắm giữ nắm giữ nắm giữ. Không, mình không đánh dạng như thế. Khi nào đạt đúng lợi nhuận là mình ra. Ví dụ như hôm trước mình đánh SHB, cổ phiếu này kỳ vọng của mình là khi nào nó chia cổ tức vào VN30 là mình bán, mình nắm giữ từ vùng nền dưới đây đi lên vẫn nắm giữ, tức là mình đánh có kỳ vọng, đạt kỳ vọng thì mình ra, còn nếu những mã nào mà thể hiện xấu thì mình hạ kỳ vọng nó xuống. Thế thôi, để chúng ta đặc biệt lưu ý một số cái điểm như thế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phân tích về thị trường cũng như là cổ phiếu, xem là cái vùng hỗ trợ của các cổ phiếu đang nằm ở đâu. Và hôm nay anh chị thấy là nhóm khởi sắc chính là nhóm ngân hàng, là những mã cổ phiếu cùng với vít đỡ với cái tâm lý của thị trường. Đa phần các cổ phiếu trên thị trường đều chỉnh hết, và những cổ phiếu đó chỉnh á thì đó là cơ hội tốt để cho anh chị chúng ta tham gia trong giai đoạn sau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lúc đó là Nam có nói là lúc mà thủy triều đang lên á, anh chị sẽ không biết được là con nào nó đang khỏe, đặc biệt là chỉ số tăng những cái mã cổ phiếu khỏe nó càng không lộ gì. Bởi vì sao? Bởi vì nó không gặp áp lực bán, hoặc là nó chưa xuất hiện những cái bán xấu, thì nó không biết được là cái cầu đỡ nó đang đỡ cổ phiếu nào và nó đang gom những cổ phiếu nào. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý nha, khi thị trường hạ xuống đó là cơ hội tốt, nó là những cái yếu tố tốt để chúng ta tìm kiếm cổ phiếu trong giai đoạn sau. Còn lúc nào nó không băng 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 nó đi lên, anh chị sẽ không tìm được cổ phiếu nào ok đâu, lưu ý nha. Đầu tiên chị ACB, những con này vùng giá 22 hấp tốt thì bứt lên bình thường, anh chị có nắm giữ thôi. Bởi vì những con này hôm nay tăng xanh, ACB này này, những con này ok này, vùng giá 22 ở đây là tốt này, nắm giữ nền nó chắc, anh chị có cái nắm thôi. Bình thường dòng tiền đang vào và đây là những mặt cổ phiếu an toàn. Mình có nói rất nhiều về nhóm ngân hàng BIDV, những con này vượt đỉnh tốt này, hôm nay chỉnh lại bình thường, quanh quanh test vùng 482 ok. Nhà mua mới không thì mình nghĩ là dòng tiền ở thời điểm hiện tại anh chị nên chờ. Ví dụ như đợt trước mình đẩy tiền của mình vào Vinamilk mình đánh sau 1 tháng đúng không, thì sau 1 tháng này bây giờ mình sẽ cầm cái tiền ra, mình sẽ chọn những mã cổ phiếu đầu hơn khác, đầu cơ khác. Còn banh thì mình có rồi, và mình chọn gì, EIB cổ phiếu này, thứ nhất là nền tích lũy tốt này, thứ hai là dòng tiền bắt đầu vào này. Anh chị thấy những cổ phiếu dòng tiền vào nó phải dòng tiền thông minh, nó phải thể hiện thế này nè. Hoặc là anh chị nhìn gì ạ, anh chị nhìn MRG này, đây là dòng tiền thông minh này, giá tăng khối lượng tăng, đây là dòng tiền thông minh nó vào những mã cổ phiếu này. Anh chị nhìn lại Nam Kim này, cổ phiếu đi ngang là dòng tiền không vào. Hoặc là anh chị nhìn VCI này, dòng tiền thông minh đang đánh giá không ở đây, bởi vì cổ phiếu đi lên nhưng mà sao thanh khoản không đi lên, lý do vì sao? Lý do vì bản chất thị trường tăng thì những con này hưởng lợi về thanh khoản, nhưng mà dòng tiền nó không đánh lên để nó lấy lợi nhuận nữa anh chị, mà đánh lên lấy lợi nhuận qua những mã khác. Còn những mã này chỉ phù hợp cho nó nắm hàng thôi. Hoặc là lúc này anh chị thấy khi thị trường tăng thì cái yếu tố gì, vì nhóm chứng khoán là nhiệt kế của nền kinh tế, dẫn đến là nhiệt kế của cái thị trường, tức là thị trường tăng nhóm chứng khoán hưởng lợi về thanh khoản, và khi hưởng lợi về thanh khoản thì bắt đầu là những cái biên về lợi nhuận của tổ chức đi, người ta nắm giữ cổ phiếu thì người ta làm sao, người ta chỉ nắm thôi. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, người ta không đánh thêm, dẫn đến cái tất cả những cái vị thế mua mới của những nhóm này nếu không xuất hiện điều chỉnh nó sẽ không có. Đó là lý do vì sao những cổ phiếu này trong giai đoạn vừa qua nó vẫn tăng, nó vẫn đi lên, nó vẫn sideways, nhưng mà nó không tăng mạnh và nó không tạo ra biên lợi nhuận trong khoảng vài tuần vừa qua. Vì sao? Bởi vì dòng tiền đầu cơ và dòng tiền thông minh nó không nằm ở đây, nó nằm ở đây nè anh chị, Novaland đó, nằm ở Novaland này. Đây mới là dòng tiền đầu cơ, dòng tiền thông minh đang nằm ở đây. Người ta gọi là smart money. Anh chị thấy giá tăng, khối lượng phải tăng, đẩy lên, tạo ra biên độ. Và sắp tới nó sẽ có những cái con như thế này. Và Nam đã ngắm còn được 5 mã trong giai đoạn sau và đang sẵn sàng đi chợ trong những cái nhịp phía sau của thị trường. Và anh chị muốn đi chợ được thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải có tiền. Muốn có tiền thì làm sao? Một, chúng ta nhịp mua. Thứ hai là sao? Chúng ta phải hạ bớt cổ phiếu. Chứ còn mà nói về câu chuyện nắm cổ phiếu thì mua quăng đấy, đó không phải là vấn đề ai cũng làm được. Cái quan trọng là tìm những mã cổ phiếu, nó là cái khác và cái khó. Lưu ý nha, ta có đích, dòng tiền thông minh đang ở đây, đang quay vào đây, đang xào này, giá tăng, khối lượng tăng, đó là cái yếu tố chúng ta phải lưu ý. DXG giá tăng, khối lượng tăng, khối lượng nó vào này. Giai đoạn trước đó giao dịch dưới 10 15 triệu cổ, giai đoạn phía sau này giao dịch một ngày mấy chục triệu cổ phiếu, tức là dòng tiền đang ở đây,
nó không hề ở thép, nó không hề ở đây, nó cũng không hề ở Hòa Phát. Bởi vì sao? Những cổ phiếu nó đang đi lên bình thường và nó không xấu, chỉ là dòng tiền thông minh vào đây để kiếm lợi nhuận không thì không thấy, nó đang ở một số cái dòng khác. Cái quan trọng nhất là trong giai đoạn sau ta phải đánh được những cái dòng như vậy nó sẽ ok nha. Nhóm ngân hàng vậy, còn Liên Việt ở đây này, nó đây ở đây lúc nó đang bị bó cung này, có ai đó đang giao dịch trong ngày rất loạn xạ, nhìn nó không xấu nhưng nó cũng không tốt, lúc là đang bị bó cung rồi. Ai đang trao tay ở đây chưa rõ nhưng mà dòng tiền chưa vào mạnh, có EIB dòng tiền vào mạnh, hai phiên này ok. Ta có VB, ta có VB băng này, giá tăng, khối lượng tăng, thấy không? Đây là dòng tiền thông minh, dòng tiền gì nữa anh chị nhà đầu tư, tiền nó vào nó phải khớp chứ, đúng không? Có người bán và có người mua, mà người mua vào trong những cái lúc mà đẩy giá lên như thế này mà ok. Tức có băng dòng tiền vào anh chị có nắm giữ thôi, lúc này mình không mua banh nữa anh chị, giai đoạn phía sau là phải mua những con chỉnh, không mua banh nữa. STB, những con này thì phiên này đủ đi theo thì nó lên trên này gặp kháng cự bình thường nha, những con này mình sẽ tìm điểm mua cho anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sau. Ta có SHB, con này ngày 4 tháng 8 á, nó sẽ review quỹ, nó mua vào 20 triệu cổ, chưa biết bữa giờ nó mua được nhiều chưa, nhưng mà nếu anh chị nào muốn đánh cược một cái trận T3 với SHB thì Nam nghĩ ngày mai anh chị mua rồi AC thứ sáu anh chị bán ăn thua không biết. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó quỹ mua vào thì giá nó ở đâu thì mình không rõ, nhưng mà anh chị muốn thử thách cái đó thì anh chị có thể thử được. Ví dụ như năm ngoái 2 năm trước mình có đánh ACB một cái trận vào VN30, ACB cái trận vào VN30 để mình xem thì nó nằm ở cái vùng nào nè. Mình nhớ không lầm là nó đánh cái cây này thì phải, hình như là cây này, hình như cây này là vào trận VN30 hoặc là cây này nè, một vài cây này thôi, hình như cây này, nếu mình nhớ không lầm là cây này nó vào VN30 nè đó, và bán được giá rất tốt, tức là mua trước đây sau đó ATC vào VN30 bán nó luôn, nó kéo lên rất là cao, đó là ngày ACB nó vào. Để anh chị ta có thể lưu ý SHB, SHB ở đây này, một cái nền này AC quỹ mua rồi anh chị bán ra cho quỹ nhé. Ta có MHB, dòng tiền thông minh đang ở đây nè anh chị, dòng tiền thông minh đang ở đâu, đang ở đây này. Đại Cà Mau này, đang ở đây này, giá tăng volume tăng. Còn những con này thì nó không có điểm mua, nhưng mà đang nói dòng tiền thông minh nó ở đây, nó cần phải điều chỉnh và test và tích lũy lại và tạo ra mẫu hình thì nó mới ra cái giai đoạn sau. Chúng ta lưu ý nha. Vì thế đối với những cái dạng cổ phiếu trên thị trường lúc này mình sẽ không nói về nhóm ngân hàng. Bởi vì sao? Bởi vì là nó đã là cái nhiệm vụ của nó trong những cái thời điểm như thế này, nó là tăng, nó là tích lũy, nó là phù hợp cho những cái điểm mua rồi, thì lúc này mình sẽ tìm những cái dòng cổ phiếu khác để chúng ta tham gia nha. Tiếp theo chúng ta nhóm về nhóm chứng khoán này, chúng ta có gì, chúng ta có HCM này, con này nó phải về 28, nó có một cái hỗ trợ ở đây, quan sát tiếp. Đây là vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Thứ nhất là ở thời điểm hiện tại nó đang bị rớt khỏi cái trend tăng giá, thì thông thường rớt thì nó sẽ sideways loằng ngoằng ở đây để về giá 28 tìm cái vùng cân bằng mới. Thì nó về vùng cân bằng mới tích lũy kịch volume sẽ vào trong giai đoạn sau nha. Các cái SS này, những con này thì trước mắt sẽ về đâu đó khoảng giá 14 là cái vùng hỗ trợ. Nó sẽ loằng ngoằng ở đây một vài phiên gì đó, mình không biết, nhưng mà loằng ngoằng ở đây này, nhưng mà về vùng 14 mới quan sát để chúng ta tham gia. Và đây mới là vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu đó, SS, lưu ý nha. Ta có VND, con này lên vượt đỉnh như thế này là hơi bị hay, nên nói thật. Bởi vì sao? Bởi vì là VPS hạ margin liên tục như thế mà cổ phiếu vẫn tăng, cho thấy dòng tiền khá khỏe, nhưng mà cung cầu thì mình không đọc được. Vì là khi nào mà cái lượng hàng margin mà nó truyền ra ngoài thị trường mà thị trường hấp thụ hết, chúng ta sẽ đánh là nhịp sau nhé. Ta có VCI này, những con này đi lên, lên được chỉnh được bình thường, không xấu anh chị nhà đầu tư, chỉ là gì, chỉ là nó không tạo ra điểm mua. Và ba thằng những con này đều cho anh chị nhà đầu tư lại, chỉ là một vài tuần qua chúng ta mua những con này thì nó không có lãi thôi. Còn nếu mà anh chị chúng ta mua những con khác nó sẽ có biên lợi nhuận ok. Cái ai này, những con này về 28 là cái vùng hỗ trợ, về đây cân bằng ta tính tiếp. À, đây là các vùng hỗ trợ của cổ phiếu trong ngày nay và ngày mai. Nhưng mà thì vì thế anh chị chúng ta lưu ý là khi cổ phiếu rớt về hỗ trợ, cái đầu tiên ta cần làm là gì? Là ta không bán cổ phiếu để nó phục hồi đã nhé. Tiếp theo thép chúng ta có HBG. HBG thì quanh 26 là hỗ trợ rồi, về đây nó sẽ tạo ra trạng thái cân bằng. Vì thế trong giai đoạn này mình không đánh thép, khoảng cả vài tháng sau, là 1 tháng sau, 2 tháng sau, nhu cầu thị trường phục hồi, thế cổ phiếu tốt, dòng tiền vào vào đánh luôn, hóa sen. Thế những con này đâu xấu đâu, vẫn giữ được trend này, thì nó sẽ về test lại cái trend này thôi. Vậy là nếu mà mua mới thì mình không mua. Nam Kim, thế ta vẽ ra cái trend này đang chạy cái trend rồi, nếu mà cái trend này gãy thì cái vùng 18 chính là vùng hỗ trợ của nó, thì cổ phiếu này về đây thì đầu tiên anh chỉ cần là nó không có bán. Vì thế là những con này nếu chúng ta phải có những mức chặn bán trước, còn nếu là về hỗ trợ chúng ta đừng có bán nữa, chờ nó phục hồi chúng ta mới bán sau. SMC này anh chị thấy sàn không, kết quả kinh doanh xấu bán luôn, đây là những cái áp thức bỏ rồi.
mà dòng thép mà anh chị thấy là những cái dòng mà mang thiên hướng mà dính tới giá cả nguyên vật liệu á, mà nó vận động không thành công, ta phải lưu ý, đặc biệt lưu ý nha. Yếu tố đầu cơ của nó rất cao, tồn kho của nó này kia tùm lum la thứ, bán không được hàng là ôm hàng đó là lỗ, suốt ngày lỗ thôi. Thế em ta có gì, em ta có trụ BVH, những con này cũng được, có nắm giữ thôi, nó sẽ lắp ráp ở đây rồi phục hồi test lại cái đỉnh này nhá. Gap của nó đâu đó khoảng giá 46 nha anh chị nhà đầu tư BVH này. Tại FPT dòng tiền thông minh đang ở đây. Đấy, giá tăng vôn tăng đẩy nên bứt phá vượt đỉnh. Đó, đó là dòng tiền thông minh. MWG cũng vậy nè, cổ phiếu này chỉnh về 50 là ok. Nhá, chúng ta có gì Masan này, những con này chỉnh về 84 là đẹp. Chỉnh về 84 là đẹp. Ri này, những con này lên chỉnh bình thường, bản chất cũng là sideways đi lên. À, lên chỉnh sắp về trend. Không phải là vấn đề đâu. Chúng ta có gì, chúng ta có Vinhome. Những con này về lắp ráp thì đẹp. Còn không là lúc này không đọc vị được cung cầu, bởi vì lúc này con này đang bị bó cung rồi. VIX cũng vậy nè, tăng hai cây trần mà khối lượng cực đại như thế này là chưa bao giờ thấy, mà chưa bao giờ thấy như thế này chỉ có tổ chức giao dịch, mà tổ chức giao dịch như thế này là không đọc được, không ai biết cái tin mà VIX nó sẽ ra cái tin IPO lên để mà mua cả, nên là anh chị nào mua được là thành công, chúc mừng anh chị nhà đầu tư. Vinamilk này hôm nay đạt target 78 81, trong biên này hôm nay mình thấy cổ phiếu này gặp áp lực bán cũng như là thị trường nó đã tăng một cái nhịp quá mạnh trong giai đoạn này rồi, thì cái quan trọng nhất là người ta sẽ bán chặn, người ta không lấy cổ tức, bởi vì mình đã có cái mindset là mình sẽ canh bán rồi, vì thế hôm nay thấy động lực nó yếu rồi thôi bán luôn vùng 775 ha, cho anh chị nhà đầu tư ra hết 775 nhá. Tiếp theo có đầu tư công C4G, con này vùng nền 14 là hỗ trợ nha, anh chị nào có là nắm thôi. Đối với dòng này thì mình không nói nhiều, bởi vì sao, bởi vì là thực ra là dòng tiền nó không có, dẫn đến là cả tháng của anh không tăng mà chỉ có con này tăng thôi, VCG. Đó là lý do vì sao dòng này mình cược vào đúng một con VCG về thông tin trúng thầu. Thế thôi, ăn 20% rồi. Khoảng 11 ngày à, không nhiều đâu, nắm ở 11 ngày ăn 20% thì điểm bán tư vấn cho nhà đầu tư sau. Còn lên trên này ra thông tin rồi, ai FOMO mình không biết, nhưng mà cái quan trọng nhất của mình là hàng mình sẵn túi à, chờ điểm chốt lại thôi nhá. Theo teo có dầu khí. Ta có BVS, BVD là BVC gì đó, những con này bình thường, BR lên tốt chỉnh bình thường nhanh chị nhà đầu tư. Những mã này với BVS này, cái vùng giá 335 và cái vùng 35 ở đây là cái biên sideways của cổ phiếu. Nó vừa đi ngang quanh cái biên này thôi, chưa có một phiên nào bán volume lớn, anh chỉ có cái giữ thôi. BVD đấy, những con này cũng bình thường, toàn bộ lúc này cổ phiếu trên nó vẫn ở đây. Đó, vẫn về cái nền hỗ trợ dưới là cái vùng giá 25. Không xấu đâu, chỉnh ngắn hạn bình thường, nó không giống như những con như chứng khoán khác. Nhá, ta có BVC, những con này nền vùng giá 18, 19 là rất là củng cố. Hơi chắc, khi nào mà nó gãy cái nền này khối lượng lớn này, phải bỏ. Còn lúc này volume nó giao dịch như thế này vẫn có thể nắm giữ được, đây là phiên rung lắc của thị trường thôi nhá. Ta có điện này, có BCG, những là lên test là cái vùng giá 10 là bình thường nha. Ta có GET này, những con này lên cao này, khối lượng bắt đầu to rồi, không phù hợp cho mua mới, phù hợp cho anh chị nắm giữ ha. Ta có BAU này, lên 14 chỉnh, lên 14 chỉnh, đây là cái biên đi ngang lớn cổ phiếu, nên thông thường cổ phiếu nào mình chỉ kỳ vọng khoảng 5% từ cái vùng giá nền, bên mình vẫn còn nắm, nó chưa lỗ nên cứ nắm giữ thôi. Phân đạm đợt này cũng hơi khỏe nha, ta có đạm Cà Mau lên tốt, có gap ở đây thì lấp lại thì nó sẽ tạo ra điểm mua trong nhịp sau, nhưng mà chưa thấy, bây giờ phải chờ nó lấp gap như thế nào đã. Ta có đạm Phú Mỹ này, có gap ở đây thì phải lấp, không lấp vào hôm nay ngày mai nó cũng sẽ phải lấp nha anh chị nhờ, từ lấp xong tích lũy ok ta sẽ vào đánh đối nhóm này, và quan điểm mình nhóm này vẫn còn biên nên chúng ta phải lưu ý. DGC hôm nay tăng tốt lên mặt trên khỏe, có thì cứ nắm giữ thôi. Ông ta có vật liệu là anh chị BCC tăng ok này, theo thông tin trúng thầu cũng tăng hết, nhưng mà những con này anh chị thấy tăng xong là bị bán, tăng xong là bị bán. Ở nhóm đường thì không nói rồi nha, nhóm đường là SBT là LSS rồi SLS cũng hơi xui, không biết sao nó lại xuống như vậy. Đó là anh chị thấy một bức tranh toàn cảnh của thị trường này cho mình coi ấy. Đa phần là trúng tăng, chứ còn cầm ví dụ cầm LSS là SBT hoặc là SLS như thế này đâu có ăn đâu, tức là nhóm đường đánh trong giai đoạn vừa qua ăn thì không biết, mà em nghĩ là toàn thua. À, hoặc là nhóm KSB này ra thông tin đi ngang, tức là dòng tiền thông minh chạy mổ của VCG. BCC này HT1 lên gặp áp lực chốt, dòng tiền thông minh nó không đẩy tiếp là nó sẽ không lên được. Ta lưu ý nha, ta có bất động sản, ta có sale, những con này ok nha. Nên lưu ý nhịp sau tích lũy ổn, đây là biên tích lũy lớn. Nói chung cái nhóm này là nhóm duy nhất mình đánh giá là nó có thể đi ngược với lại kết quả kinh doanh của nó, bởi vì yếu tố đầu cơ và cái cách hiểu của cái nhóm bất động sản xưa giờ nó cũng cứ lạ lạ. Tức là cổ phiếu có lãi thì nó càng bay, mà cổ phiếu lỗ lúc nó cũng đánh. Đây là cái dòng duy nhất là mình đánh giá có thể đi ngược lại với kết quả kinh doanh. Còn các ngành khác thì không đánh giá cao, như FLT. Chúng ta có gì? Ta có DigiWorld. Ok, bán lẻ xấu nó vẫn bán bình thường. Kỳ vọng nhà đầu tư hết. Nhà đầu tư bắt đầu sợ hãi bởi mình nắm những mã cổ phiếu kinh doanh lỗ.
À, vì thế chúng ta phải cân nhắc là chúng ta phải trực quan với thị trường, chúng ta đừng có ở trong trạng thái là chúng ta gọi là đếm cua trong lỗ, là chúng ta cứ nghĩ đâu xa rồi doanh nghiệp tốt tức khắc giá sẽ lên, còn đánh ảo so với cái kỳ vọng của doanh nghiệp ấy. Nào nói anh chị nhà đầu tư kiểu dụng chết nha. Tao HDC những con này chỉnh sâu rồi lấy được 35, ta có 55, con này quanh cái vùng giá 38 nó hỗ trợ, anh chị có cái nắm giữ bình thường. Hôm nay mình cho bán 39, không biết là anh chị nào nhà đầu tư chúng ta bán khớp không, nếu không khớp thì nắm giữ cũng được bởi vì nó không vi phạm gì cả, chúng ta có thể nắm giữ. Hôm nay khu nghiệp chạy nè, ta có VGC up tốt nè, có hàng nắm thôi. Ta có IDC nè, tăng ok, dòng tiền vào. Nhưng mà nó phải chờ vài phiên những cái này là nó gặp áp lực bán. Tức là chưa sẵn sàng đánh nhưng mà gặp dòng tiền vào dẫn đến là nó chưa có yếu tố đóng cửa cao tốt hơn. Anh chị nhìn cách đánh ở VCG này. Dòng tiền mà nó vào đánh trần cứng như thế này. Đây là dòng tiền thật sự của tổ chức người ta muốn đánh. Hoặc là nó đạp sàn ở đây là có lực đỡ này, đỡ ngay khối lượng lớn. Đúng không? Nó chỉ cần bán là CTD, bán là HBC, lập tức là làm gì? Là nó chỉ cần kéo HBC, kéo CTD một lượng tiền rất nhỏ, lập tức hấp được một lượng hàng rất lớn của VCG. Và toàn bộ những nhà đầu tư short sell cây này phải cover lại hết, dẫn đến cổ phiếu tăng trần. Chúng ta lưu ý nha. Đó, đó là một trong số những cái yếu tố vận động của thị trường ở thời điểm hiện tại. Cũng như chúng ta sẽ tìm kiếm các cổ phiếu ở trong giai đoạn sau. Nó phải cần khoảng 1 tới 2 phiên nữa nó mới tạo ra điểm mua. À, chứ không phải là mới xong một phiên này chúng ta phải tìm ra điểm mua ngay. Chưa thấy, mình vẫn chưa thấy yếu tố đó. Vì thế là qua qua video này nói với anh chị nhà đầu tư là trong video này anh chị nên sẵn sàng chờ mua và chúng ta nên chuẩn bị đi săn với các nhóm cổ phiếu có mức chiết khấu, thứ nhất là chiết khấu phù hợp, thứ hai là đầu cơ cao, thứ ba là đánh giá dòng tiền thông minh đang ở đâu để chúng ta tham gia. Còn vị thế của mình bây giờ là đang nắm giữ những mã cổ phiếu cần nắm và cầm một cái lượng tiền để sẵn sàng đi săn trong cái giai đoạn sau, chúng ta lưu ý nha. Ok, thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới nhiều anh chị nhà đầu tư khác, như là nhớ đăng ký kênh, like video để ủng hộ Nam nha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, một sự tăng giá của thị trường vào ngày mai. Và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.